Điều khó khăn nhất là về mặt tâm lý, em vừa ra mắt đội một thì chưa tự tin chơi bóng lắm. Ấn tượng khi lần đầu ra mắt đội thì em được thi đấu các giải giao hữu và đã ghi bàn, và tiếp đó là em được đăng ký trong mùa giải 2021-2022. Điều khó khăn nhất là về mặt tâm lý, em vừa ra mắt đội một thì chưa tự tin chơi bóng lắm, và dần dần sau này được thi đấu nhiều em cảm thấy mình tự tin hơn và học hỏi được các anh rất nhiều. Người mà đầu tiên em tiếp cận là anh Nguyễn Thanh Thảo, cùng quê với em nói chuyện và học hỏi anh ấy từ đầu. Chắc là Hồ Văn Cường của Sông Lam thì ở cùng độ tuổi và lúc giờ em cũng chưa đối đầu với bạn ấy. Trên U20 Việt Nam thì em nói chuyện với Cường rất nhiều, Cường và cả Đinh Xuân Tiến. Em ấn tượng về đầu tiên là mặt sân nhà, sân Gò Đậu, và thứ hai là mặt sân Hải Phòng. Ngoài sau bóng đá mà em thần tượng chính là Marcus Rashford của Hà Lan, bởi vì anh ấy có tốc độ, khả năng qua người tì đè và dứt điểm tốt. Em rất thích ở anh ấy cái điều đó. Ngoài bóng đá thì em thích uống cà phê. Em thì toàn uống là bạc xỉu, không uống cái gì khác. Ban đầu thầy đặt chỉ tiêu là thi đấu từng trận một, giải quyết từng trận một. Nhưng qua 2 trận đầu thì các cầu thủ bọn em đã làm rất tốt 2 trận đầu. Hơi tiếc là trận cuối cùng không thể giành được kết quả tốt nhất để đi tiếp. Việc trả lời trước máy quay áp lực, lúc giờ ít phỏng vấn nên hơi tâm lý. Nhà 1 năm không lái xe thì không có điện thoại, không có vui vẻ thoải mái. Cuộc sống không có bia, vì khi uống cà phê cảm thấy cơ thể tỉnh táo hơn, thoải mái. Em thích dùng Facebook vì Facebook có nhiều thông tin tốt cho mình và cập nhật thông tin nhanh. Cuộc sống em thích ở gần núi hơn vì nó mát mẻ, thoải mái hơn. Có nỗi buồn thì em chia sẻ với người thân trong nhà. Mọi chuyện thì em đều chia sẻ với người thân trong gia đình. Không có chuyện gì là không chia sẻ. Chuyện cá nhân, tình cảm em cũng vẫn kể cho gia đình. Em thì sẽ tập nhiều bài tập trong 2 giờ. Thì nó tốt cho bản thân mình, cải thiện nhiều cái điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì tốc độ, giữ bóng. Còn điểm yếu của em thì sức mạnh em hơi yếu và khả năng di chuyển của em không tốt. Em sẽ chọn vì bàn thắng quyết định cuối trận, vì bàn thắng quyết định nó giúp đội bóng mình chiến thắng. Chuyện đó thì em sẽ chọn là một huấn luyện viên của đội bóng, vì mình truyền đạt lại cho thế hệ sau.